chào các bạn. Hôm nay Kenan Channel trở lại để chia sẻ với các bạn một đề tài nói về Việt Nam hay Mỹ, chọn nơi đâu. Thì cái đề tài này là một cái chia sẻ của một người phụ nữ Việt Nam đã có gia đình nhưng có rất là nhiều ưu tư, nhiều vướng mắc về những cái vấn đề mà liên quan đến cuộc sống, đời thường mà cô này không biết tỏ cùng ai. Thì sau đây là câu chuyện của cô này, xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Cô này cô đi du học cô gặp một cái người Mỹ. Thì khi gặp người đàn ông Mỹ này đó, thì anh chàng Mỹ này cưới cô đàng hoàng. Và hai người đám cưới thì có cha mẹ của hai bên, cũng như là có gia đình ở bên chồng của cô này là người Mỹ mà. Cho nên từ Mỹ bay về quê của cô ở tận miền Tây của Việt Nam để mà dự đám cưới, để mà theo ý của cô là theo đúng phong tục của người Việt Nam mình. Thì khi mà cô này có đám cưới xong được hơn một năm á, thì cô có thai. Và ba mẹ chồng của cô thì đã mua nhà cho hai vợ chồng của cô ấy. Và mỗi một tháng thì chồng của cô là trả cho ba mẹ chồng là từ 700 đến 800. Gọi là trả cho có lệ và thôi. Bởi vì cái chính đó là cha mẹ chồng của cô tập cho chồng cô có trách nhiệm, không sống ỷ lại vào cha mẹ khá giả. Đây là cũng một trong những đặc điểm của nền văn hóa Mỹ là như vậy. Thì cô này sau khi mà sinh con xong đó, thì cô chưa có đủ thời gian để mà có quốc tịch, để mà bảo lãnh cha mẹ ruột của mình qua Mỹ. Nên gia đình của cô rất là đơn chiếc. Thì cô là người mà tự chăm sóc con của mình cả, không có ai đỡ đần cho cô hết. Thời tiết thì lại lạnh lẽo, khiến cho cô rất là nhớ cha mẹ, nhớ bà con, nhớ bạn bè. Thì cô nhiều lần muốn quay về sống ở quê hương, là cái nơi mà chôn đầy kỷ niệm của cô ấy. Nhưng mà chưa có đủ điều kiện. Đến khi mà con của cô gần 2 tuổi rồi, thì cô quyết định đi về Việt Nam sống và làm việc ở bên Việt Nam, để bớt cái tình trạng trầm cảm. Và cô bị trầm cảm mà, bởi vì cuộc sống ở bên Mỹ này buồn chán quá. Thì khi mà quay về Việt Nam thì cô có đi xin việc cho hai vợ chồng của cô ở một công ty nước ngoài. Còn nhà của hai vợ chồng bên Mỹ này thì đem cho thuê đó. Thì khi mà về Việt Nam rồi thì cô mới rước ba mẹ của cô ở dưới quê lên Sài Gòn, để mà sống chung cùng với vợ chồng con cái của cô ở trong cái căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng. Thì con của cô cũng cho học trường quốc tế ở trong cái khu gọi là khu Phú Mỹ Hưng luôn. Thì đối với cô khi mà về Việt Nam sống thì mọi thứ đều rất là gần và tiện lợi. Có đủ những cái món ăn Việt mà cô thích. Khí hậu ở Việt Nam lại ấm áp, khiến cho cô cảm thấy vui vẻ hơn. Và khi mà về Việt Nam làm cho công ty nước ngoài thì thu nhập của hai vợ chồng cô một tháng cũng khoảng từ 3.000 đến 4.000 đô la. Nhờ hai vợ chồng cô là những người đều có bằng cấp, có khả năng. Thì mặc dù là cả hai vợ chồng cô đều làm việc bán thời gian, tức là làm part time đó, bởi vì vẫn chưa được nhận vào làm full time. Nhưng mà với cái mức lương như vậy thì là cũng tạm đủ sống, cũng ngang ngửa với cái mức lương mà làm full time và làm việc ở văn phòng ở bên Mỹ này. Thì trong cái thời gian mà sống ở bên Việt Nam đó, thì cô rất là băn khoăn giữa cái chuyện mà ở Việt Nam hay là về trở lại bên Mỹ. Nếu mà ở Việt Nam á, thì cái vì làm việc bán thời gian mà, cho nên là vợ chồng của cô có nhiều thời gian ở gần với nhau hơn. Rồi cô thì cũng có thời gian để mà dành cho cha mẹ của cô này đã già yếu, để bù lại những cái năm mà phải xa cách cha mẹ và gia đình của cô ấy. Nhưng mà có một điều khiến cho cô ấy lo lắng là ở Việt Nam á, thì chồng cô lại bị lôi cuốn vào những cái thói hư tật xấu, như là anh ta thường đi uống bia thường xuyên với đồng nghiệp. Trong khi mà bên Mỹ đấy, thì chồng cô không dám đi ra ngoài ăn uống nhiều, bởi vì giá cả rất là cao và cũng không có nhiều người rảnh để mà hẹn hò nhậu nhẹt đó. Nếu mà về lại Mỹ á, thì cô sẽ không có lo là cha mẹ của cô sống ở bên Việt Nam ra sao, bởi vì cô nói là cô cũng đã có đủ thời gian để mà bảo lãnh cha mẹ của cô, và cha mẹ của cô cũng sắp được phỏng vấn, thì cũng có giấy tờ đi Mỹ trong nay mai thôi. Mà nhà bên Mỹ thì lại rộng rãi, chồng của cô thì sẽ có cái không gian riêng nhiều hơn so với cái căn hộ chật chội, và lại phải sống chung với bố mẹ vợ. Còn con của cô thì có môi trường sạch sẽ,
Nhưng mà đổi lại thì cô lại phải đi làm rất là cực, và nhất là cái lạnh ở bên xứ Mỹ này làm cho cô sợ hãi. Cuộc sống thì đương nhiên là không nhàn nhã như là làm việc ở bên Việt Nam rồi. Và cái tiểu bang mà cô cư ngụ nó lại là một cái tiểu bang rất là lạnh. Cho nên là cô cũng sợ là ba mẹ của cô già rồi không chịu nổi. Ngay cả chính cô cũng bị trầm cảm mỗi khi mà mùa đông tới. Cái lạnh lẽo nó làm cho cô cảm thấy rất là buồn chán. Cho nên là cô nói là cô có đề nghị với chồng của cô là hay là đi di chuyển sang một tiểu bang khác sống cho nó bớt lạnh thì cô mới hết trầm cảm được. Nhưng mà chồng cô thì không chịu. Chồng cô nói rằng khi mà di chuyển đến tiểu bang mà ấm hơn á, thì giá nhà rất là cao và lại có ít việc làm. Rồi cha mẹ chồng của cô thì trông ngóng cô hãy dẫn cháu về, bởi vì là cháu duy nhất. Nhưng mà cha mẹ chồng cũng hay xen vào chuyện riêng của vợ chồng cô, cho nên khiến cho cô và chồng cô hay cãi nhau. Thì cô cảm thấy như là đang bị bế tắc. Điều mà cô mong muốn là sống ở cái tiểu bang ấm trên đất Mỹ cùng với cha mẹ của mình ấy. Và chồng con chung một nhà. Nhưng mà chồng cô lại không chịu chuyển đi tiểu bang khác. Thà về Việt Nam sống thì ông lại chịu. Cái điều đó là một cái điều hết sức là vô lý. Nên cô nhiều khi muốn ly thân để được tự do sống ở đâu mà cô ấy muốn. Nhưng mà hiện tại thì bởi vì cô đã có con rồi cho nên là cũng khó xử. Chồng của cô thì đối xử với cô cũng tốt, chỉ có tính là hơi nóng và khó chịu thôi. Và tính của anh ta cũng kỹ lưỡng và cứng đầu, không chịu nghe theo ý của cô ấy. Nhưng đổi lại thì khi thấy cô buồn hay là ưu tư thì anh chàng này cũng hiểu ngay và làm đủ mọi cách để cho cô ấy vui. Thì sau khi mà cô ấy kể cái chia sẻ cái hoàn cảnh của cô rồi thì cô xin là những ai mà đọc được những cái chia sẻ này của cô thì hãy cho cô ấy lời khuyên là nên quay về bên Mỹ để chịu lạnh, hay là ly dị chồng rồi đi tiểu bang khác sống với cha mẹ ruột và con, hoặc là tiếp tục ở lại Việt Nam. Thì khi mà các bạn nghe xong cái chia sẻ này á, thì mong là các bạn comment ở phía dưới nha. Nếu người nào mà có ý kiến riêng á, thì xin comment ở phía dưới để đóng góp cho cô này. Riêng thì cái ý kiến của tôi đối với cái chia sẻ của cô này thì tôi thấy là cô này có được voi đòi tiên, có đòi hỏi hơi quá đáng. Tôi thấy người chồng này là một cái người mà đàng hoàng, hoi tử tế và biết thương vợ thật tình, biết chiều vợ thật tình. Cho nên là khi mới cưới cô này, và khi cưới cô này thì anh ta cũng đã có bố mẹ mua nhà cho hai vợ chồng ở riêng. Như vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà vẫn cứ đứng núi này trông núi nọ, cứ nghĩ là mình sống khổ nhưng thực sự mình đang sướng. Nếu mà mình nhìn xung quanh những người khác mà cùng đồng cảnh ngộ với mình á, thì chưa chắc mà những người đó đã được sướng như mình. Chưa chắc mà bố mẹ chồng đã mua nhà cho mình ở giống như mình đang có. Chưa chắc mà mình đã được ở nhà sung sướng để mà hưởng thụ. Phải đi làm, đầu tắt mặt tối mới có thể kiếm được tiền để dành dụm mà mua được căn nhà. Chứ đâu phải tự nhiên mà có nhà để ở. Đấy. Thế là thứ nhất nhé. Thứ nhì nữa là chồng này, người chồng này cũng rất là thương vợ. Cho nên khi mà vợ nói là sống ở bên Mỹ bị lạnh, bị trầm cảm, muốn về Việt Nam là cũng nghe theo lời vợ đi về bên Việt Nam. Để mà phải sống trong một cái căn hộ chật chội. Hơn thế nữa thì cái phong tục tập quán của người Việt Nam cũng đâu có hợp gì với anh ta đâu. Thế mà anh ta vẫn chiều vợ về Việt Nam sống, và lại còn chấp nhận sống chung với bố mẹ của vợ nữa. Thì đây là một cái sự hy sinh của anh chồng này, chứ không phải là thường. Bởi vì ít có người ta muốn sống chung với cha mẹ vợ lắm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là cái phong tục tập quán của người Việt Nam nó khác với người Mỹ nhiều lắm. Thế mà anh này hy sinh để về Việt Nam sống đó. Thì cô này cũng phải hiểu là như vậy là chồng mình thương mình quá rồi chứ. Mình đâu có thể nào đòi hỏi người ta nhiều hơn được nữa. Như thứ ba nữa là tại vì về Việt Nam cho nên anh chồng này anh mới có cái cơ hội để mà anh đi nhậu nhẹt. Có nhiều khi do buồn chán quá, do nhớ gia đình của anh ta bên Mỹ, cũng như là do không có hợp cái phong tục tập quán, thì họ cũng phải tìm cái nguồn vui của họ bằng cách là đi nhậu nhẹt với bạn bè. Thì được cái này mất cái kia thôi. Cô này không thể nào mà cứ đòi hỏi quá đáng được. Thì theo như tôi là như vậy. Và tôi nghĩ là nếu mà cô ấy sống bên Mỹ này á, thì có cái được và có cái mất. Chẳng hạn như được là con của cô sẽ có điều kiện để mà
sống trong những cái môi trường sạch sẽ và hưởng được những cái nền văn minh hiện đại, có cái cơ hội để mà học hành tốt hơn. Và khi mà bảo lãnh cha mẹ của cô sang rồi thì cha mẹ của cô vẫn ở được, người ta già ta ở như tủ băng lạnh ta vẫn ở được mà, bởi vì đâu có phải là lạnh là mình như ở bên Việt Nam mà sống ở những cái vùng cao vùng núi mà không có máy điều hòa không khí đâu, có máy sưởi đâu. Lạnh thì mình ở trong nhà, những cái mùa lạnh thì mình ở trong nhà có máy hít máy sưởi chứ, vẫn ở được mà đâu có bị chết đâu. Còn khi nào hết mùa đông rồi đến mùa hè rồi thì mình ra ngoài mình chơi, thì cũng mùa hè thì nó ấm áp thôi. Cái lạnh và trầm cảm đó thì theo như tôi nghĩ nó chỉ là một trong những cái lý do để mà cô này cô đòi hỏi thôi. Hơn nữa đó, cô có cái ý định là muốn ly dị anh này để có thể di chuyển sang những cái tiểu bang khác ấm áp hơn để sống chung với cha mẹ và con của cô. Thì thực sự là trong thâm tâm của cô không biết là có yêu cái anh chàng chồng này thật sự hay không. Nếu mà yêu chồng mình thật sự đó thì ở đâu cũng có thể sống được với chồng mình, ở đâu cũng có thể thích nghi được với cuộc sống, miễn sao mình có sự hy sinh, miễn sao hai vợ chồng cùng hy sinh cùng sống với nhau thì sẽ có hạnh phúc thôi. Và đằng này cô này cô có định nghĩ đến cái chuyện là bỏ cái anh chàng này để đi đến tiểu bang khác sinh sống với bố mẹ của mình và con của mình, thì cũng phải đặt cái dấu chấm hỏi là không biết cô này cô có yêu cái anh chàng này thật sự hay không. Còn anh chàng này thì theo như tôi thấy cái chia sẻ của cô này thì có thể là anh chàng này rất yêu thương cô cho nên hy sinh rất nhiều. Từ cái việc không ở Mỹ về Việt Nam sống cho đến cái việc mà từ Việt Nam lại muốn di chuyển trở lại bên Mỹ, anh cũng vẫn chịu, vẫn chấp nhận sống chung với bố mẹ của cô. Thì như vậy thì cô này nên suy nghĩ kỹ hơn, nên đặt ra những cái câu hỏi và tự trả lời và so sánh thử xem coi cuộc sống của mình như vậy là đã tốt chưa hay là cần mà bổ sung những cái gì, và so sánh với những người xung quanh của mình xem mình có phải là cái người được sung sướng không hay là mình là cái người khổ hơn những người khác, thì từ đó mới có thể rút ra được cái kết luận là mình nên ở Mỹ hay nên ở Việt Nam. Bởi vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi một suy nghĩ khác nhau. Theo như tôi thấy cô này quá sướng rồi nhưng mà cô vẫn không bằng lòng, cô vẫn cứ đòi hỏi đủ mọi thứ chuyện hết, vẫn đứng núi này trông núi nọ như vậy. Thì nếu mà cô còn mà có ly dị cái anh chàng chồng này để mà đi sống ở một nơi khác thì cũng chưa chắc đã có một cái hạnh phúc, đã có một cái gia đình êm ấm và chưa chắc đã có một cái cuộc sống đầy đủ như hiện tại. Thế thì đây là cái ý kiến đóng góp của tôi thôi. Còn tất cả các bạn có một cái ý kiến đóng góp nào khác thì các bạn hãy comment ở bên dưới cái bài chia sẻ này nhé. Tôi chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Chào các bạn, mình là Ân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn muốn xem video của mình ra về sau này, mong các bạn nhấn nút subscribe ở dưới, nút màu đỏ đó các bạn. Tạm biệt các bạn.